Thiệt tình vậy không? Tao quá vậy nè. Dĩ nhiên là tao thiệt tình rồi. Bắt đầu từ ngày tao quen Đan Đan, tao đã quyết chí cùng cổ phát triển một cuộc tình ghi lòng tạc giả rồi. Ai ngờ bây giờ luôn cái tay còn chưa được nắm đã bị người ta xử tội cực hình rồi à. Tao không phải nói Đan Đan, ý tao nói là nắm đấm của mày có cần cú nào cũng mạnh vào vậy không? Xin lỗi nha. Tiếp đi. Nhiều khi có những chuyện không thể ép buộc được, nhất là tình cảm, đôi bên phải tình nguyện mới được chứ. Đâu phải lần đầu tiên mày thất tình, bây giờ người ta nói rõ ràng với mày có phải tốt hơn không? À phải, mày nói đúng à. Đôi bên phải tình nguyện. Đang đang có tình, còn tao cũng có nguyện. Không lý nào cũng không chấp nhận tao. Nhất định không kẹt ta. Sao mày không tránh? Tao có nói mày đâu. Bộ đang đang có kẻ thứ ba sao? Đương nhiên là có. Chính là tình Cam Lâm đó. Rõ ràng bây giờ hắn ganh ghét tao và Đan Đan, bây giờ dùng thủ đoạn chen chân vô. Con người này cũng thâm độc. Tình Cam Lâm đó thôi phải không? Người ta coi nhau như anh em đó. Anh cái gì em cái gì? Đan Đan thì coi hắn như anh hai. Tên cặn bã này hoàn toàn không coi Đan Đan là em đâu. Tao để ý hắn lâu rồi, tối ngày cứ nhìn Đan Đan chằm chằm. Đúng là háo sắc, bỉ ổi vô sĩ, hèn hả đấy tiền. Hình như ánh mắt của mày cũng vậy thôi. Tao phải chứng minh cho Đan Đan thấy tao không từ bỏ cổ một lòng một dạ. Cứng đầu. Cứng cái gì? Thì cứng đầu cứng cổ đó. Chính vì Đan Đan thích sự cứng đầu cứng cổ của tao đó. À phải. Hả? Còn mày và người ngoài hành tinh Khải như thế nào rồi? Còn thế nào nữa? Nói thẳng thôi, hy vọng cổ không thể chấp nhận. Vậy thì tốt rồi. Hàng phụ nữ này á, mày không nói thẳng, không từ chối thẳng, cổ không có hiểu đâu. Ôi da, hình như mày đang nói bản thân. Dĩ nhiên là không phải. Tao và Đan Đan chỉ là tạm thời chia tay thôi. Vì tương lai của hai người, vì hạnh phúc của hai người, tao nhất định truy tìm kẻ thứ ba đó. Giết. Sao mày không tránh? Nè, không sao. Tao đánh không có trúng đầu mày, không sao đâu. Ngồi xuống. Nè, không lẽ mày muốn ói sao? Nè, vô toilet nó. Nè, được rồi, không sao. Tao không sao. Lâm ơn, cho thêm một dĩa. Dạ, có liền. Cô ăn nhiều dĩa lắm rồi, cô cứ tiếp tục ăn như vậy sẽ mập đó. Cô nghĩ coi, tại sao anh tuyệt tình như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua vẫn vui vẻ.
Sao tình cờ vậy? Xin lỗi. Anh Đông. Hả? Anh cho hỏi có gặp anh Phong không? Ờ, không gặp. Cô tìm cô ta có chuyện gì? Không, em chỉ hỏi thôi mà. Em đi nha. Alo. Hả? Thằng Tinh vẫn chưa đến sao? Ờ, được, 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 tôi lập tức tới làm phụ. Bye bye. Cầm A, làm ơn chở tôi về đi. Trời ơi, sao sàn nhà trơn quá vậy? Có phải muốn tôi té thêm lần nữa không? Trời ơi, quét kiểu gì vậy? Quét hoài cũng còn dơ quá à. Nè, mọi người đừng có quá đáng như vậy mà. Làm sao bằng cổ chứ? Đó chỉ là quá đáng mà còn thâm độc nữa kìa. Kêu cậu quét nhà là nhẹ cho cổ lắm rồi đó. Nhưng mà mọi người... Tại tôi có lỗi trước thôi, không thể trách họ được. Tôi được ở lại phi thăng đã là may mắn lắm rồi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp. Vậy thì còn nghe được. Không còn gì xem nữa hả Mang? Lan Lan. Đang Đang, sao hôm nay cô đến sớm vậy? Không đi chạy bộ sao? Không có, hôm nay tôi không có chạy bộ. Sao hả? Cô sợ anh Tinh lại làm phiền cô sao? Tôi đã nói rõ với ảnh rồi. Tôi nghĩ từ nay ảnh sẽ không làm phiền tôi nữa. Alo. Nè Đang Đang, có điện thoại nè. Cảm ơn. Alo, Đang Đang. Anh chỉ có một yêu cầu thôi. Em có thể lập tức đến sân khấu trước không? Không gặp không vậy? Đang Đang, em không chấp nhận anh, nhất định có lý do của em. Nhưng anh không cần biết là lý do gì. Anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội. Anh tin à? Em không tin anh cũng không sao. Anh chỉ hy vọng em cho anh thêm một chút thời gian. Anh nhất định có thể chứng minh cho em thấy anh thật lòng thật dạ đối với em. Em biết anh sẽ làm nhiều chuyện vì em mà còn dốc hết tâm tư nữa. Nhưng em thật sự không có thích những trò phù du. Em thích sống thực tế kìa. Cho nên hai chúng ta là hai thế giới khác nhau. Anh có hiểu hay không? Anh hiểu. Không phù du chứ gì. Từ nay sẽ không làm vậy nữa. Từ nay sẽ sống rất thực tế. Em tin anh đi. Anh không hiểu gì hết. Em không cần anh nuông chiều em. Em cũng không muốn ép buộc bản thân. Tóm lại em không có cảm giác đó đối với anh. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Mãi mãi cũng vậy. Em không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Em sợ cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không còn tình bạn nữa đâu. Đang Đang, diễn xong có được thưởng hay không vậy? Chịu trước đi. Nhi, sao con gom hành lý đi vậy? Bác à, chiếc nhẫn này gửi lại cho bác. Trời ơi, làm cái gì vậy? Lại cãi nhau với thằng Phong sao? Bạn trai và bạn gái cãi nhau là bình thường thôi mà. Về đi, lát nữa thằng Phong về, bác sẽ nói vài lời giùm cho con ha. Không phải con cãi nhau với anh. Anh Phong nói anh không yêu con. Không lý nào. Trước giờ hai con vẫn vui vẻ lắm mà. Con cũng không biết tại sao nữa. À, trời ơi, qua đây ngồi xuống mới nói đi ha. Có thể do con làm chưa được tốt lắm. Không đâu,
Thật ra thằng Phong của bác có bạn gái như con là phước đức mấy đời rồi. Bác khen con cũng vô ích. Anh Phong nói rõ là không yêu con. Con khờ thiệt đó. Lời nói của đàn ông con cũng tin sao? Đàn ông nói chuyện lúc nào cũng khẩu bất đối tâm. Con có biết tại sao không? Chính vì sợ bị bạn gái quản lý họ nghiêm ngặt quá, lại lo bản thân mất tự do. Quan trọng nhất là họ không muốn gánh trách nhiệm thôi. Thật hả? Ừ. Bây giờ con phải làm gì chứ? Nhất định là dùng chữ bám. Bám? Bám là bám theo ảnh hả? Dĩ nhiên rồi. Nhất định bám dai như là đĩa gì đó. Bám đến nó có thiện cảm với con thì thôi. Bám đến nó thiếu con thì không có được. Nè, bây giờ con đừng có đi đâu hết á. Nhớ quyết ở lại đây. Còn nữa nha, nó đi tới đâu, con cứ bám theo nó tới đó. Nó đòi cái gì thì con cho nó cái đó. Bám một thời gian, nó sẽ nhận thấy ưu điểm của con. Một ngày nào đó con sẽ lay động được nó ngay. Ừ. Nè, phong cảnh ở núi Liên Hoa đẹp lắm. Có Quan Âm Nam Hải, có Nam Thiên Nhất Trụ để ngắm nữa. Không chừng đến đó sẽ tìm được manh mối. Nè, ở đây còn có quảng trường đá cổ thể nữa. Nếu có thời gian có thể dùng thử sữa gừng nổi tiếng ở đó. Nếu khuya quá còn có thể đến nhà khách ở Thạch Lâu Trấn ở đêm nữa đó. Nè, có xe đang theo dõi chúng ta. Vậy sao? Nè, đừng phản ứng mạnh quá mà, sẽ bị họ phát hiện đó. Nè, có khi nào là người của chú Chí không? Biết rồi, cần gì kề sát vậy chứ. Muốn giết đuôi họ sao? Không, cuộc chơi vừa mới bắt đầu thôi. Chính vì tôi muốn họ đi theo chúng ta. Cũng được. À, anh Sương à, anh đứng đây đợi chúng tôi được rồi hả? Ừ. Cảm ơn anh. Nữa hết rồi. Có phải anh hay không? Người ta đói bụng mà. Lát nữa em đuối sức, đến lúc đó anh cõng em đó nha. Đừng có ai ăn ngốn như cô vậy. Chưa ăn hết gói này là xé gói khác. Anh vừa thôi nha, tấn công đệ tư hả? Tôi nói sự thật thôi. Trả hết cho anh nè. Vậy tức là sao chứ? Anh cứ đi đi, em không đi. Nè, quý thiệt. Mạnh ai đấy đi. Cô diễn xuất cũng khá lắm. Dĩ nhiên rồi, nếu không làm sao giúp đôi tên bí ẩn này chứ. Cho nên mới nói hai chúng ta là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Giơ tay đi. Này khoan đã, có một chuyện tôi muốn nói rõ ràng với cô. Nè, chúng ta còn phải đến Nam Thiên Nhất Trụ đó. Mặt trời lặn sẽ không còn xem nữa đâu. Chưa chụp hình, đợi một lát đi. Em làm người mẫu cho anh nha. À, không cần đâu. Mười tám vị trí trên bản đồ con gần như đã đi hết rồi, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Nè, tuy có những chỗ, ví dụ như núi Quan Âm, tháp Bà Châu, núi Liên Hoa gì đó, đều giống như những chỗ giấu kho báu. Cuối cùng cũng không điều tra được gì cả. Anh không cần phải nhức đầu quá. Nè, để em đốt chút hương cho mọi người ngửi, thơm lắm đó nha. Bảo đảm sẽ tỉnh táo. Vậy sao?
Lát nữa em pha thêm ly cà phê cho anh uống nha. Tỉnh táo lắm đó. Khả Nhi à? Dạ. Kem để ở ngoài đó. Dạ, để em đi lấy. À. Chà, mặt đầy gió xuân rồi. Có bộ hai người cũng gần kề rồi phải không? À, con nói rõ với cổ rồi. Con nói với cổ là đôi bên không thể nào phát triển được. Vậy sao? Tôi thấy cổ vui như vậy, tôi tưởng đâu hai người quen nhau rồi chứ. Ông cũng nhận thấy sao? Xét về hành vi học á, có phải dạng này gọi là biến thái không? Nếu là lúc trước cô bị người ta từ chối, nhẹ thì la lối ôm sòm, còn nặng thì đòi sống đòi chết. Vậy thực ra lần này là nặng hay nhẹ đi? Là toàn màu, không tài không xỉu. Nè, tôi nói cậu biết nha, để dồn nén lâu ngày sẽ nổ tung ra một lần một. Không phải vậy chứ? Ai đó không phải đó. Giống như bình cà phê này vậy nè, nó nấu sôi sùng sục ha, nếu cậu không tắt công tắc à, âm nó sẽ bay ra hết, không còn gì hết. Con cũng muốn tắt công tắc lắm, nhưng mà cổ không cho con tắt thì làm sao? Vậy hả? Vậy thì cậu nên mua thêm mấy phần bảo hiểm nhân thọ đi. Trấn Đoàn hả? Màn tung cánh cùng bay mà anh nghĩ ra phối hợp với Đan Đan rất là tốt. Đan Đan còn tính rất cao, mới tập có hai lần thôi cỡ đã gần như nắm bắt hết động tác rồi. Cũng nhờ Trấn Đoàn biết cách dạy thôi mà. À phải, ông Giao à, tôi định thêm tiết mục này vào làm chương trình mới để khán giả có cái nhìn mới hấp dẫn hơn. Ờ được, ít ra cũng có sáng tạo, có thể phối hợp với đợt quảng cáo trong quý mới của chúng ta. Để lúc đó tôi sẽ mời phóng viên đến để phỏng vấn, coi gì để quảng cáo luôn ha. Mọi người đã nghe rồi chứ, tất cả tiếp tục tập luyện đi, ai cũng phải tập. Đang lúc nãy em và sư huynh ăn ý lắm, từ nay phi thăng phải trông cậy vào hai người đó. Chị đừng nói vậy mà, thật ra em chỉ học hỏi thôi, nhưng em cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Đáng tiếc, có những chuyện không phải cố gắng thì nhất định đạt được đâu. Nhiều khi có người thương đã hơn là không ai thương. Em cũng đã lớn rồi, bản thân của em thích quen với ai thì hãy quen người đó, không cần quan tâm người ta nghĩ gì. Sư tỷ à, sao chị nói những câu đó vậy? Không, chị sợ em bỏ lỡ cơ hội. Nhớ nha, trân trọng người trước mặt. Ủa, Đăng Đăng, đến tìm cậu Phong à? Dạ không, em không phải đến tìm ảnh, em tình cờ đi ngang thôi. Anh Đông. Nè, sao tới trễ vậy? Lúc này Đan Đan mới vừa đi ngang, tôi hỏi cô có phải tìm cậu không, cô lại nói không phải. Nhưng mà nét mặt của cô rất giống tìm cậu. Hai người thiệt không có duyên chút nào. Không sao đâu, tất cả tùy duyên thôi. Em đi nha. Cô nói trước đi. Tôi
An không sao chứ? Bị thương nhẹ thôi, nó đã quen rồi. Con An An này vì muốn theo đuổi Mẫn Mẫn, bất chấp khiêu chiến với vua khỉ Quy Quy. Thật ra trong tộc đàn khỉ, tất cả khỉ cái đều thuộc về Quy Quy cả. Nếu muốn chiếm được lòng mỹ nhân, nhất định phải đánh thắng Quy Quy mới được. Nó đánh nhau bao nhiêu lần rồi? 9-10 lần rồi. Đánh đến bị thương luôn, sau đó lành lại lại tiếp tục đánh nhau. Thiệt là bái phục. Không ngờ An An có thể vì Mẫn Mẫn không sợ gì hết, bị thương vẫn cứ tiếp tục. Xem ra tình cảm của nó dành cho Mẫn Mẫn sâu sắc. An An cũng đúng là một chiến sĩ. So với loài của chúng ta mà nói, nó cũng có nghị lực lắm rồi. Cảm ơn em. Hình như trời muốn mưa tiếp đó. Em vô lấy dù cho anh nha. Không cần đâu, anh đã có dù rồi. Không được, anh đợi em một lát đi. Trưởng đoàn Cam, thì ra còn có ý đồ với Đan Đan. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi thật lòng với Đan Đan mà. Giờ không có mấy người ai thật lòng chứ. Tất cả vui qua đường thôi. Để cho cậu biết, ngày nào có tôi ở đây, cậu đừng hòng tiếp cận Đan Đan. Đan Đan không phải là trẻ con, cô cũng có quyền chọn bạn mà. Đan Đan từ nhỏ tới lớn do tôi chăm sóc, tôi không cho cổ quen với cậu đâu. Cho dù anh thực sự là anh của cổ, anh cũng không có quyền giam cầm cổ như là một con chim vậy. Cậu nói đó cái gì? Để cho cậu biết, cậu tới làm phiền, tôi không lưng tay với cậu đâu. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với Đan Đan, nhưng mà không ai có thể ngăn cản tôi làm bạn với Đan Đan được. Anh Hai. Đan Đan, chúng ta đi vô đi. Đan Đan. Lau cho khô đi, cô chừng cảm lạnh đó. À phải, em và cậu lúc nãy tên cái gì Phong á, hình như thân mật lắm hả? Em gặp ảnh nên ảnh đưa em về giùm. Vậy sao? Cảm ơn. Anh thấy em đối với cậu ta hình như khác hơn đối với cậu Tinh lúc trước vậy. Em chỉ coi anh Tinh như là bạn bè bình thường thôi. Nhưng còn anh Phong thì em và ảnh có vẻ hơi khác đó. Đi với ảnh thấy vui lắm, thoải mái nữa. Ở bên anh không thấy vui sao? Anh là anh của em mà, dù xảy ra chuyện gì anh cũng tốt với em. Nhưng mà anh Phong thì em không biết nói sao nữa. Nè, anh không phải muốn xen vào chuyện của em. Vấn đề là tại em quá dễ tin người ta. Em có biết đa số con trai Hồng Kông không đáng tin không? Họ không hiểu cuộc sống của chúng ta như thế nào đâu. Họ và chúng ta hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Em có hiểu không? Nhưng em biết phân biệt mà. Người nào tốt với em, người nào không tốt với em.
Nè, anh làm lại lần nữa. Không phải anh không cho em quen bạn đâu, anh chỉ sợ là em bị gạt thôi. Anh hai à, từ nhỏ tới lớn em đều nghe lời của anh. Như lần này anh tin nhận xét của em đi. Anh Phong thực sự là người tốt mà. Anh cho em tự quyết định một lần đi nha. Thôi được rồi, anh biết em nghĩ gì. Được rồi, em đi thay đồ đi, có gì cảm lạnh đó. Thoải mái đi, đừng hồi hộp. Nằm ngoài ý muốn, không liên quan tới em đâu. Bác sĩ, bác sĩ trưởng đoàn sao rồi? Tôi đã bó thạch cao cánh tay cho ảnh rồi, anh không bị đe dọa tính mạng. Nhưng mà da bên trái của anh bị sưng, là dạng tổn thương bả vai nghiêm trọng, không chừng sẽ có di chứng. Hả? Có khi nào rất nghiêm trọng không? Chúng tôi phải kiểm tra kỹ hơn nữa, nhưng mà kết quả kiểm tra chi tiết phải đợi ngày mai mới có. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không? Bệnh nhân mới vừa làm xong phẫu thuật vẫn chưa tỉnh, hay là ngày mai mọi người đến sớm đi. Cảm ơn bác sĩ. Không có chi. Cảm ơn. Không được vô thì về đi. Alo. Được. Ông vào kêu chúng ta về họp đó. Tối nay mọi người biểu diễn thất bại, làm cho tiết mục tự nhiên bị gián đoạn.
chẳng những là tổn thất thu nhập do khán giả trả vé, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn xiếc của chúng ta nữa. Bây giờ tôi thay mặt công ty nói với đoàn xiếc các người, chúng tôi tuyệt đối bảo lưu tất cả quyền lợi truy cứu các người. Phải. Ông Giao à, trưởng đoàn Cam vẫn chưa xuất diện, mọi người lo lắng vô cùng. Hay là ông thông cảm cho họ, chuyện này hôm khác mới nói đi được không? Nè, tôi thì đâu đó rõ ràng thôi ha. Đang đang, xem ra chuyện biểu diễn của Phi Thăng phải tạm ngưng vô thời hạn. Vừa rồi có nhiều phóng viên, chắc chắn ngày mai sẽ bị đăng báo, sẽ không ai chịu xem Phi Thăng biểu diễn nữa. Hai người đừng nghĩ là tôi không biết, thực tế các người cố tình thù ghét đoàn xiếc của chúng tôi, muốn đuổi chúng tôi đi thôi. Tốt nhất là tìm được đoàn xiếc có thể cho các người lợi ích, đúng không? Nè. Đúng vậy, chúng tôi còn hợp đồng, mong ông tôn trọng tinh thần hợp đồng. Còn dám nói chuyện hợp đồng với tôi sao? Tối nay ra nông nổi này là do các người tự chuốc lấy. Hơn nữa tôi có quyền quyết định hợp tác với đoàn xiếc nào liên quan gì tới cô chứ? Dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng tiếp tục biểu diễn. Đó là tinh thần Phi Thăng mà trưởng đoàn dạy chúng tôi. Chúng tôi nhất định biểu diễn mỗi một màn một bước tốt nhất. Cho dù chỉ còn lại một khán giả, chúng tôi cũng tiếp tục biểu diễn đến cùng. Còn phải làm tốt hơn nữa kìa. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục biểu diễn. Tinh thần Phi Thăng, chúng tôi sẽ tiếp tục biểu diễn. Sao hả? Đông người lớn tiếng thì đúng rồi sao? Tôi nói phải hủy bỏ biểu diễn thì không được biểu diễn. Chúng tôi phải biểu diễn. Mọi người bình tĩnh đi. Ờ, ông Giao à, thật ra Phi Thăng có đi cũng không có lợi gì cho chúng ta. Ông nghĩ coi, mọi người bên ngoài sẽ nói chúng ta là kinh doanh không tốt, quản lý không ổn thỏa vậy đó. Ngoài ra các khán giả mua vé một đồng xem Phi Thăng bây giờ không được xem, làm sao mà anh nói với họ đi? Nè, cậu Phong à, biểu diễn xiếc là do tôi phụ trách. Áo cầm viên mới do cậu quản lý. Cậu làm ơn chỉ quản lý đàn khỉ của cậu đi. Phải. Ông Bành. Tại sao có chuyện cũng không báo cho tôi biết? Dạ tức là vậy. Nếu không nhờ thằng Tinh báo cho tôi cũng không biết có chuyện lớn như vậy. Chú Thuận à, thật ra tối nay chỉ là tai nạn, họ hy vọng có thể tiếp tục ở lại biểu diễn. Không phải đâu ông Bành à, trải qua chuyện này không còn ai coi Phi Thăng biểu diễn nữa đâu. Đủ rồi. Tôi chỉ muốn biết mọi người có tin tưởng cho màn biểu diễn tối mai không? Có. Được. Tôi cũng không muốn sân khấu của chúng ta đột nhiên không có biểu diễn. Nếu mọi người tin tưởng như vậy thì ngày mai tiếp tục biểu diễn đi. Nè mọi người nghe nha, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai tôi sẽ mời hết tất cả phóng viên đến, nói cho mọi người cùng biết. Và xiếc Phi Thăng chúng ta có thể từ điểm thấp nhất đứng lên điểm cao nhất. Tôi tin tất cả phóng viên sẽ ủng hộ chúng ta và tin tưởng chúng ta. Tôi dám cam đoan tiếp tục đề bài cũng giống như bình thường vậy, và có nhiều khán giả xem luôn đặc sắc cả nuôi nhộn nhịp. Lần này sư huynh bị nặng như vậy, chị thấy lo cho ảnh quá. Chị đừng lo lắng như vậy mà. Trưởng đoàn Cam kiên cường như vậy không có sao đâu. Đi có nghe không? Bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Tình trạng của bệnh nhân không ổn định, lúc nãy đã nổi nóng. Tại sao lại như vậy chứ? Có kết quả rồi. Vết thương của ảnh là tổn thương cơ bắp bả vai. Trong bệnh này sẽ không hoàn toàn bình phục. Từ nay tay trái của ảnh chỉ làm được những động tác đơn giản. Nhưng vì căng thẳng quá, vai của ảnh rất có thể dễ tổn thương lần nữa. Không chừng mãi mãi cũng sẽ không đặt. Tức là từ nay không thể nào làm xiếc được nữa. Trong nhất thời thì ảnh rất khó chấp nhận, cho nên tốt nhất mọi người nên khuyên. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Anh Sư Huynh, đừng mà. Sư Huynh, anh đừng làm vậy mà. Mặc kệ đi, mau tháo ra giùm anh đi. Nhưng tay của anh không sao đâu, tối anh phải biểu diễn mà. Tháo ra giùm cho anh đi. Sư Huynh à, bây giờ quan trọng nhất là anh phải nghỉ ngơi. Bác sĩ ở đây vô dụng, anh không cần họ chữa cho anh đâu. Tháo nếu ra giùm anh đi. Thích chỗ này thì tôi sắp xếp cho anh qua bên Hồng Kông. Bác sĩ bên đó giỏi lắm. Cậu không cần lo cho tôi, không cần ở đây mèo góc chuột trả từ bi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu ra ngoài. Tôi ra ngoài. Có nghe tôi nói không? Ra ngoài đi. Tôi ra. Xin lỗi. Anh hai. Đang đang. Tháo ra giùm anh đi. Anh hai. Tháo ra giùm cho anh đi. Đang đang. Đừng vậy mà anh hai. Ủa, sao anh ở đây vậy? Cô đến thăm trưởng đoàn Cam sao? Đâu có, em đến thăm bác Điền Thất thôi. Ông bị sao? Bên viện dưỡng lão gọi đến nói ông bị té cho nên đến thăm ổng thôi mà. Bác Điền Thất. Nè, sao bất cẩn vậy? Để bị té vậy chứ? Hai người tới đây làm gì vậy? Đi đây. Bác Điền Thất à, con nè, bác không nhận ra con sao? Là con. Ảnh là cháu của nội. Chính là cháu dâu của nội nè. Hai người nói gì vậy? Đi nhanh lên đi. Nội không nhận ra chúng con sao? À nội à,
Ở đây còn có đứa cháu Chắc nữa nè. Thiệt tình là con rất muốn nó mau chóng ra đời cho nội ẩm nữa đó. Chắc sao? Chắc hả? À, nó đá con nữa nè. Anh sợ đi, anh sợ đi. Chắc hả? Nhanh lên đi, đóng kịch đó. Giả bộ làm chồng em. Anh cũng không biết tại sao ông bị điên mà phải không? Đúng là đang đá, đang đá. Dạ. Dễ thương quá. Em à, đây cẩn thận còn xuống, còn xuống. À, tôi nhớ ra rồi. Cậu cũng giống cháu tôi lắm. Hey, ai nói là giống chứ, rõ ràng con là thằng Kiệm mà nội à. Cháu Hoàng à, ừ? Hai con đến đúng lúc lắm. Nội sợ lắm. Sợ cái gì chứ? Con mau cứu nội đi, nếu không lần này nội chết chắc đó. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tam gia đã trở về, ổng đòi trả thù đó. Tam gia? Là một trong thập hổ phi ngung, Lâm Tam Hổ, Lâm Tam gia đó. Nội có lỗi với ổng. Nội gạt hết tiền của ổng. Ổng kêu nội nuôi con của ổng. Nội lại dẫn con của ổng tới Đại Lục, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Nó là cầm thú, nó không bằng nội sắp sinh nữa. Nội à, đừng có đánh mà. Đừng có đánh nữa mà. Đúng. Thập hổ phiên ngôn đã chết hết từ lâu rồi. Phải. Còn coi đi, mặt của ổng. Nội phải mãi nhớ rõ. Chúng tôi cam. Đúng rồi, sao tấm hình bị dơ hết rồi nè. Sáng nay nội ăn bánh đậu. Định đọc tờ báo, ông nội làm nhiễu nước xuống tờ báo. Ai ngờ nó liền nhìn thấy Tam gia. Ý trời ơi, quả báo Tam gia đã về. Sao đâu, Tam gia sao đâu nội Tam gia đâu mà. Trưởng đoàn ca mà nội thấy trên báo rất có thể là con cháu của Tam gia. Bây giờ con đưa nội đi gặp ảnh nha. Không phải, nhất định là ông chuyển kiếp đến đây đi trả thù. Không sao đâu nội, đi. Nội không được gặp Tam gia đâu. Hey, nội có lỗi với người ta, dĩ nhiên là phải giáp mặt nói rõ với người ta rồi. Cho dù người ta đánh nội, chửi nội, cũng là cho nội cơ hội chuộc tội thôi. Chỉ cần nội chịu xin lỗi sửa đổi, nhất định sẽ được tha thứ. Đi, đúng là thằng quỷ mà. Tối ngày không chịu nghe lời tao, đi lung tung à. Mày còn đi nữa tao bỏ mày luôn. Ba, đừng mà ba, ba. Mày nhớ nha, lần sau tao sẽ bỏ mày luôn đó. Đừng mà ba. Nội bỏ con của ông. Nội bỏ con của ông không sao đâu. Anh sẽ tha thứ cho nội mà. Không phải, nội không gặp ông đâu. Nội không gặp Tam gia đâu. Ê, cô đi tìm trưởng đoàn đi, tôi đi lo cho ông. Anh không sao chứ? Không sao. Chắc là anh mệt lắm rồi, hay là nghỉ ngơi một lát đi. Đăng à, anh hỏi em chút chuyện nha. Đứa tay trái của anh mãi mãi không khỏi được bi tật, em có lo cho anh nữa không? Nhất định tay của anh sẽ lành lại mà. Nếu không lành lại thì sao? Em có chăm sóc mãi mãi cho anh giống như bây giờ không? Trước giờ em luôn coi anh như là anh ruột của em. Dĩ nhiên em sẽ ở bên anh lo cho anh rồi. Chính vì anh là anh ruột. Bao nhiêu năm qua em không có chút cảm tình gì sao? Em trả lời đi. Anh có gì không sánh bằng cậu Phong của em chứ? Cả hai người đều rất tốt với em. Thực tế không thể nào so sánh được. Cả hai đều tốt hả? Nếu phải so sánh thì sao? Anh đừng có ép em ạ. Anh muốn em chọn một trong hai người. Không ngờ tình cảm với anh và em bao nhiêu năm qua là không thể sánh bằng cậu Phong em mới quen mấy tháng thôi. Cậu ta đã làm gì? Đã làm gì có thể làm cho em một lòng một dạ từ bỏ tất cả chứ? Từ bỏ luôn cả anh nữa, phải không? Phải không? Cậu đừng kéo tôi lại. Nè, bắt được thất. Cậu đừng cản tôi. Tôi không dám gặp Tam gia đâu. Tôi không có dám gặp ẩu đâu. Hey, trời ơi, sao bác luôn cảm thấy người ta sẽ tìm bác trả thù chứ? Không chừng người ta sẽ tha thứ cho bác, cho bác cơ hội sám hối mà. Nè, lần này trời cho bác một cơ hội rồi. Nếu bác không đi thì sẽ không còn cơ hội đâu. Bác sẽ ân hận suốt đời đó. Đi đi. Lát nữa không cần sợ. Nếu đúng là ổng thì nói một câu xin lỗi đi. Hả? Ủa,
Sao đứng ngoài cửa không vô vậy? Ê, trưởng đoàn và đang nói chuyện đó. Ê, chuyện của chúng tôi quan trọng lắm. Nhưng mà trưởng đoàn, cậu còn tới làm gì? Ông muốn gặp anh. Ông là ai? Tam gia. Ông đúng là Tam gia. Tôi là Điền Thất. Tôi có lỗi với ông. Tôi thật sự có lỗi với ông. Năm xưa ông đưa tượng Phật cho tôi, kêu tôi chăm sóc con của ông. Sau khi tôi lấy tượng Phật, tôi bỏ rơi nó. Tôi không có chăm sóc nó. Tôi có lỗi với ông. Tôi không phải là người. Tôi không phải người. Tôi không phải vậy? Tôi không phải con người. Tạm gia, tôi biết bao năm qua ông chỉ đợi đến ngày này thôi. Tôi thật sự đợi ông quá vậy. Chúng ta cũng phải trả. Cho dù không để ông xử lý tù thế nào, tôi cũng cam tâm tình nguyện mà. Cho dù tôi giết ông, nhưng vì ông nợ của tôi, cả đời không thể bù đắp được đâu. Thì ra anh đúng là phải. Thật ra tôi họ Lâm. Ông nội của tôi chính là Lâm Tam Hổ trong Thập Khổ Phiên Hương.